Rồi. Độ quay, độ quay, độ cầm là máy, độ quay tao bấm. Để tao nhìn, nhìn quay lên chụp nhiều bác chưa. Rồi đấy. T116 này, bấm mũi tên sang này. T1 này. Đó. Xong rồi đấy. T16. T16 này. T15 này. T14 này. T13 này. Cứ để anh kệ đó. T12 này. Có khi con này nó cài đặt lại. T10 này. T9 này. T8 này. T0 này. T7 này. T6 này. T5 này. T4 này. T3. T3 này. T2 này. T1 này, 81, hết một vòng. Ok.